Đây là chế độ hai cánh. Chế độ hai cánh của động cơ. Bộ cổng này rộng hơn 4 mét. 4m6, 4m8. Lúc bên dưới này mình đang cài đặt là chế độ 1 cánh. Ngoài sử dụng tay điều khiển này ra thì mình có chạy dây đưa vào công tắc ở phía trong nhà để bấm tường và cài đặt qua điện thoại. Điều khiển từ xa bất cứ đâu. Ở hai bên cổng thì sẽ đều có cảm biến an toàn. Cảm biến an toàn chống kẹp. Khi có ô tô hay trẻ con chơi ở đấy thì đỗ ở đấy thì sẽ cổng sẽ không đóng được. Ok. Khuôn viên nhà khá rộng rãi. Chế độ hai cánh này. Bộ động cơ âm sàn này có tải trọng kéo cánh cổng 600 cân. Động cơ sử dụng động cơ là 24V. Đây mình lắp bộ động cơ âm sàn V2. Vulcan V2. Đây là hai cảm biến an toàn. Đây, bên này một cái. Bên này. Đây là dốc cao nên mình cho thoát nước thẳng ra phía ngoài đường luôn. Anh em có nhu cầu lắp đặt hoặc cần tư vấn về cổng tự động thì liên hệ với mình nhé.